Kiều Tiên kính chào quý khán giả đến với bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính. Tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024. Châu Thành hiến được 392 đơn vị máu. Ngày 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Tham gia hội thi có 72 thí sinh đến từ các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của 9 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội dự thi phải trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết trả lời các câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thi thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đơn vị xã Thái Bình, đồng thời trao nhiều phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Chiều ngày 22 tháng 4 tại xã Phước Vinh, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Châu Thành tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và dán đề can phản quang đối với phương tiện xe máy kéo trên địa bàn. Tại đây, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Châu Thành đã tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông với các nội dung như không lắp ráp, cải tạo trái quy định xe máy kéo, không sử dụng rượu bia, ma túy và các loại chất kích thích khác, không phóng nhanh, vượt ẩu, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời cho ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với các chủ xe và lái xe máy kéo. Sau buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã dán đề can phản quang và hướng dẫn dán đề can phản quang cho gần 120 phương tiện nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy kéo trong thời gian tới. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức hội thảo kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại cây lúa vụ hè thu trên địa bàn huyện Châu Thành. Vụ lúa hè thu là vụ sản xuất gặp nhiều điều kiện bất lợi như thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phân bón, là điều kiện thuận lợi để một số sâu bệnh như bọ trĩ, bọ phấn trắng, nhện ché có nguy cơ phát sinh gây hại trên diện rộng. Tại buổi hội thảo, bà con nông dân được ông Lê Quốc Cường, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, giới thiệu kỹ thuật chăm sóc, cách nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ hè thu, giới thiệu một số mô hình canh tác lúa hiệu quả có thể áp dụng tại tỉnh Tây Ninh và tham gia thảo luận, đặt một số câu hỏi cho chuyên gia về kỹ thuật canh tác trên cây lúa. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khởi đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại bộ phận một cửa. Mô hình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được thực hiện đối với một số thủ tục hành chính được giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã ở một số lĩnh vực hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực, bảo trợ xã hội, lĩnh vực người có công và hai thủ tục liên thông khai sinh. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở chuẩn hóa, thống nhất và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến quý 1 năm 2024, Bộ phận Một Cửa xã Đồng Khởi tiếp nhận 307 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đã giải quyết và trả kết quả trước hạn 299 hồ sơ, đúng hạn 8 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ trễ hẹn, công khai minh bạch đạt 100%, mức độ hài lòng đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt 99,57%, số hóa hồ sơ đạt 82,1%, tổng điểm 87,84 trên 100 điểm. Hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu nhân đạo, sáng ngày 19 tháng 4 năm 2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Truyền máu khu vực Chợ Rẫy tổ chức Hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2024. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu tình nguyện ở huyện Châu Thành đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, hội chữ thập đỏ, các bạn đoàn viên thanh niên của huyện tham gia. Qua xét nghiệm, có 392 người đạt tiêu chuẩn và hiến được 392 đơn vị máu.
Trong đợt hiến máu lần này, có nhiều người đã hiến máu nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tham gia hiến máu nhân đạo để cứu người. Đặc biệt, có nhiều lãnh đạo các địa phương tham gia hiến máu. Với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của những người hiến máu nhân đạo sẽ góp phần giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu phục vụ chữa bệnh. Những giọt máu tình nguyện được hiến tặng sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn và mang đến niềm hy vọng cho nhiều người bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:55 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên hạ tầng của TTV11. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.